không tin cho một ai. Chạy rồi nha, chạy nhá, chạy chạy được chi đấy, được không ạ? Được không ạ? Nếu mà hơi yếu nghĩ cái gì ta? Suy nghĩ xíu nha. Ok, có bài. Ở đây tôi có hai cái điểm trái thôi. Nó là từ viết tắt đấy, nó là viết tắt của một cái của một cái từ mà tôi nghĩ là mấy bạn nam rất là thích. Hả, cái gì ạ? Xuống đi hả? Là đi về hả? Phải không ạ? Hay là xuống đi là vậy? Trời ơi! Thôi, từ từ đi, chưa hết mà. Xíu đi rồi xuống nhá. Ok. Thì đó là hai chữ cái viết tắt. Rồi nó là VT. Đó. Chết rồi. VT. Ai đoán được là chữ gì không ạ? Chữ gì ạ? Vui lắm à? Không. Đó là một cái nơi mà gọi là mọi người rất là thích. Tại vì á, mình thấy là mấy bạn nam mà kiểu là có người yêu rồi là hay rất là thích dẫn tới đây, đúng không? Mà tình cờ là mình cũng có một cái bài hát, nó cũng bắt đầu chữ VT luôn. Nên là hôm nay mấy bạn nam dẫn xa hơn chút xíu nhá. Ok. Và đây là bài hát Vệ Tinh. Let's go. Ở đây ai là ngôi sao giơ tay lên hết đi á. Quá nhiều ngôi sao luôn. Quá nhiều ngôi sao. Bắt đầu, are you ready? Một cái đám đông mà là đẹp nhất Việt Nam ngày hôm nay luôn.
cái số lượng người đẹp ở đây nó quá nhiều đi, nó khủng khiếp quá. Mình nghĩ là mọi người là gọi là đẹp quá mức quy định ấy hả, à, tới nỗi mà hôm qua mình diễn theo đao ở dưới Quy Nhơn, cũng là Sài Gòn Chill Fest luôn. Mình mới nói với anh tài xế là chở em tới một cái nơi nào đó mà có nhiều người đẹp nhất Việt Nam ngày hôm đó. Cái mà anh chở tới Quy Nhơn ấy, xong cái mình diễn xong cái anh mới nói là chưa đâu còn một cái nơi mà đẹp hơn nữa. Mấy bạn biết là đâu không? Mà nhạy ghê sao hay vậy ta? Ở đâu hả? Đúng rồi đó, Vũng Tàu quá đẹp luôn, trời ơi. Đó, ai mà muốn gọi là chiếm lấy trái tim của mấy bạn nữ thì phải học những cái bài giống như vậy nhé. Ok, đó là mình đã thuần thục rồi, bởi vì mình có một cái bài hát tên nó cũng tên tựa giống như vậy mà nó dữ hơn nữa. Dữ hơn đúng không? Bài gì á? Baby I'm cool cool, sẽ đây lên tôi cool cool, chỉ dừng chân you want people say cool cool, hẹn gặp lại ngay và đứt nơ la. Bây giờ mình muốn các bạn giơ tay lên cao để chúng ta nhạc rock được không ạ? Chúc mọi người sẽ có một cái năm mới thật là thành công, thật là nhiều hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui để luôn có thể ở bên gia đình. Ok, Happy New Year.
When I say happy, yeah. You say New Year, okay? Happy! 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 New Year! Tinh thần là phải như thế chứ. Cảm ơn tất cả mọi người. Một chào mừng tất cả tặng cho Mamu Heritage và Hiếu Thứ ơi! Đó là chụp tấm hình lưu niệm nè. À mọi người cho mình xin tấm hình nha. Vui hơn nữa nhá. Có vui được hai bên trái bên phải mà. La lớn lên. Đấy, tình thần là phải vậy đấy. K. Chào mọi người sẵn sàng nhá. 1, 2, 3. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Cảm ơn Vũng Tàu. Một tràng pháo tay dành tặng cho Mamu Heritage và Hiếu Thứ ơi. Và ngay bây giờ, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đến một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Ngay bây giờ đây, để em xin nhường lại sân khấu cho vị khách mời đó. Nào, ngay bây giờ mọi người hãy cùng đón xem vị khách mời này lại nhé. Xin mời.